Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Ngày 7 tháng 8, Cục Quản lý Thị trường Hưng Yên thông tin, Đội Quản lý Thị trường số 5 phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường PC03, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, giám sát thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm là 255 chiếc đèn, xe máy, xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đã được cấp bằng độc quyền kiểu dáng. Trước đó, ngày 24 tháng 7 năm 2024, Đội Quản lý Thị trường số 5 phối hợp với Đội 3 Phòng PC03 Công an tỉnh Hưng Yên cùng sự chứng kiến của đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Đài Phong tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật đối với địa điểm kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại HP tại địa chỉ xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại HP đang kinh doanh 255 chiếc đèn xe máy có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đã được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ niêm phong toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Kết quả xác minh xác định toàn bộ 255 chiếc đèn xe máy mà Đội Quản lý Thị trường số 5 tạm giữ của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại HP là hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất lắp ráp. Số hàng hóa này có kiểu dáng là yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ theo bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 34421 của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Đài Phong. Ngày 1 tháng 8 năm 2024, Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 5 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại HP, địa chỉ Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên, số tiền là 27.600.000 đồng về hành vi sản xuất bao gồm thiết bị chế tạo, gia công, lắp ráp, chế biến, đóng gói hàng hóa mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm là 255 chiếc đèn xe máy xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đã được cấp bằng độc quyền kiểu dáng. Ngày 7 tháng 8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang cho biết, liên quan vụ tàu chở hàng gần 4.500 tấn va chạm với phà chở khách trên sông Vàm Nao, thủy phận bờ phải xã Tân Trung, huyện Phú Tân, bờ trái xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Bến phà khách ngang sông này có quyết định hoạt động nhưng phương tiện phà tại bến này không được phép chở ô tô. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang cho biết, qua kiểm tra nồng độ cồn, thuyền trưởng tàu biển chở hàng và phà khách kết quả 0,00mg trên 1 lít khí thở. Bến khách ngang sông có quyết định công bố hoạt động nhưng không được phép chở ô tô theo quy định. Phương tiện phà khách số hiệu AG23293 có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn thời hạn. Người điều khiển phương tiện có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn theo quy định. Tuy nhiên, phương tiện khi lưu thông chỉ có thuyền trưởng, không có máy trưởng là chưa đúng quy định. Hiện Phòng Cảnh sát Giao thông cùng các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đang tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời phối hợp kiểm đếm số lượng người trên phà trước khi xảy ra tai nạn. Trước đó, vào khoảng 14 giờ 40 phút chiều ngày 6 tháng 8, trên sông Vàm Nao đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu chở hàng và phà chở khách. Vụ va chạm xảy ra trên đoạn sông nằm giữa xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới và xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Vụ va chạm không gây thiệt hại về người nhưng khiến một xe ô tô tải rơi xuống sông, tài xế bị gãy chân trái được chuyển đi bệnh viện điều trị. Ngoài ra, vụ va chạm khiến một xe ô tô tải khác nứt kính đầu xe, một xe ba gác hư hỏng nặng, hai người bị thương. Bộ Công an đang dự thảo nghị định quy định quản lý sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ và đấu giá biển số xe. Quy định này quy định về nguyên tắc bố trí dự toán quản lý sử dụng quyết định kinh phí, nội dung chi, mức chi kinh phí thu từ xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ và đấu giá biển số xe. Theo dự thảo nghị định, kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ được chi cho nhiều nội dung như tiền lương làm vào việc ban đêm, làm thêm giờ phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mua sắm trang thiết bị phương tiện phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông, gia đình nạn nhân bị chết trong các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Về mức chi, điều 5 của dự thảo nghị định quy định mức chi bồi dưỡng cho cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông ban đêm tối đa 200.000 đồng trên người trên một ca, tối đa là không quá 10 ca trên tháng. Chi cho tập thể cá nhân đã cung cấp thông tin có giá trị giúp đảm bảo trật tự an toàn giao thông không quá 5 triệu đồng một vụ việc.
chi hỗ trợ cho người thực hiện kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính, tuần tra kiểm soát trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông là 300.000 đồng một người một ngày. Tại dự thảo, Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất quy định mới xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người đi xe đạp. Nhằm hướng dẫn thực hiện luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó đề xuất phạt tiền với người điều khiển xe thô sơ vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, Bộ Công an đề xuất giữ nguyên mức xử phạt đối với người điều khiển xe đạp máy mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng. Đối với người điều khiển xe đạp máy mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50-80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25-0,4ml trên 1 lít khí thở, Bộ Công an đề xuất mức phạt mới từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Theo quy định cũ, mức phạt này từ 300.000 đến 400.000 đồng. Người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở được giữ nguyên mức phạt từ 400 đến 600.000 đồng. Dự thảo nghị định cũng bổ sung quy định trừ điểm giấy phép lái xe với tất cả các hành vi vi phạm nồng độ cồn. Cụ thể, lái xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá từ 800mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở có thể bị trừ 12 điểm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa liên tiếp bắt giữ các vụ việc về mua bán trái phép chất ma túy dạng nước vui trên địa bàn. Vào hồi 17 giờ 50 phút ngày 29 tháng 7, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Móng Cái phối hợp với Công an phường Hải Yên kiểm tra nhà trọ số 57 Lê Thanh Nghị, khu 7 phường Hải Yên thành phố Móng Cái phát hiện bắt quả tang Đinh Như Vui sinh năm 1994, trú tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy để bán cho người khác. Mở rộng điều tra ngày 30 tháng 7 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Móng Cái ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng khác là Trần Hồng Thêm, Nguyễn Văn Thanh và Trần Huy Hoàng, đều trú tại thành phố Móng Cái về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm 41 túi ni lông chứa ma túy ketamin, 6 túi ma túy dạng nước vui, có in nhãn hiệu Ferrari do nước ngoài sản xuất, một viên nén ma túy dạng thuốc lắc và nhiều tang vật liên quan. Trước đó, vào ngày 27 tháng 7, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Móng Cái chủ trì phối hợp với Công an phường Hòa Lạc bắt quả tang Nguyễn Quyết Thắng trú tại thị xã Đông Triều có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy để bán cho người khác. Lực lượng chức năng cũng thu giữ 11 túi ni lông chứa 65,343 gam ma túy ketamin, 10 túi ma túy dạng nước vui có in nhãn hiệu Ferrari do nước ngoài sản xuất. Hiện Công an thành phố Móng Cái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng này để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.